Tháng bạn của bạn có gì? Đây là video chọn một viên đá phù hợp với năng lượng của bạn. Sau đó chúng ta sẽ nhận thông điệp. Thông điệp sẽ phù hợp với các bạn nào có lòng tin vào năng lượng của trái bài. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chọn một viên đá phù hợp với bạn. Lưu ý vì đây là trái bài chung và thông điệp cũng có rất nhiều. Các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình ha. Bây giờ mình sẽ có bơm bớm màu xanh và bớm hồng. Các bạn sẽ hít thở thật sâu và chọn một con bướm theo màu sắc bạn yêu thích, xanh hoặc là hồng. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1 cho các bạn chọn ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và thông điệp sẽ đến từ đội bảo hộ linh hồn và những lời khuyên từ nhà tin tức Osho. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ xanh. Và mình trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ. Và sau đây là lá bài của các bạn lấy ngẫu nhiên qua lời khuyên của nhà tỉnh thức nổi tiếng nhất trên thế giới, Osho. Và ở đây chúng ta có lá bài Projection. Và nghĩa tiếng Việt của nó là ảo ảnh. Như các bạn có thể nhìn thấy, hình ảnh trong lá bài là một người đàn ông và một người phụ nữ. Đây là thông điệp dành cho tình yêu nha các bạn. Bởi vì khi lá bài này xuất hiện, chứng tỏ hai năng lượng nam và nữ đối mặt với nhau nhưng lại rõ ràng không hiểu rõ về nhau. Mỗi người đang tưởng tượng ra bộ mặt và suy nghĩ của người đối diện bằng chính suy nghĩ trong tâm trí của bản thân họ. Tức là trong tất cả chúng ta đang bị theo đuổi bởi những cái suy nghĩ từ chính các bạn tạo ra về hình ảnh, bối cảnh và con người xung quanh các bạn. Điều này xảy ra bởi vì chúng ta không nhận thức được đâu là thực, đâu là suy nghĩ của mình. Bạn áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác thay vì bạn phải chịu trách nhiệm ở những suy nghĩ đó. Chính những cái suy nghĩ này nó là bong bóng ảo giác. Theo có tới khoảng 84 vạn hình ảnh bong bóng ảo giác, nó rất hiểm độc và hủy diệt, dễ dàng gây sự rắc rối cho các mối quan hệ. Nó ngăn cản cho các bạn nhìn thấy được thực tại. Cách duy nhất là các bạn phải thực sự tỉnh thức và nhận thấy là khi bạn bắt đầu phán xét người khác hay là bạn áp đặt cái suy nghĩ mình lên người khác ta, bạn áp đặt rất là mạnh mẽ về tất cả mọi thứ, thì liệu những cái suy nghĩ trong suy nghĩ của bạn đó, nó có thực sự thuộc về bạn hay không, và nó có thực sự đúng với người đó, và bạn đã hỏi người đó là đúng hay chưa, hay là bạn tự xác định là người đó là như vậy, và sự nhận định này có thực sự là rõ ràng hay đang bị che phủ bởi cái bóng, bởi cái thứ bạn muốn thấy, cái thứ mà bạn đang suy nghĩ. Thật ra cái mà bạn đang thấy nó giống như là bề mặt của một bộ phim thôi. Bạn không biết rằng để có một bộ phim đó thực sự nó cần rất là nhiều thứ để tạo nên một cái hình ảnh đẹp vô cùng như vậy. Tất cả nhờ rất nhiều đội ngũ nhân viên mới thực hiện lên. Nhưng bạn sử nhìn thấy được kết quả bộ phim nó hay thôi, nhưng bạn hoàn toàn không biết phía sau màn ảnh là gì. Thì đây chính là cái điều mà thông điệp lá bài muốn nói tới. Khi bạn nhận định một việc gì đó, chúng ta liên hệ kỹ sâu sau phía màn ảnh, chứ không phải qua cái nhìn thoáng qua cái suy nghĩ bạn áp đặt bạn cho nó là đúng. Và khi bạn đang yêu thì người yêu của bạn dường như là rất là tốt đẹp, xinh đẹp nhất, không có ai sánh bằng. Nhưng khi các bạn chia tay, các bạn lại ghét bỏ họ, họ trở thành người xấu nhất. Trong khoảnh khắc có chừng một ngày, các bạn từ một người tốt thành một người xấu. Đâu có ai mà biến chuyển nhanh vậy các bạn. Bởi vì bạn không bao giờ hiểu được tại sao cùng một người nhưng lại có thể vừa là đệ nhất mỹ nhân, vừa có thể là người tệ xấu nhất trên thế giới này chỉ trong một ngày, bởi vì họ bỏ bạn, họ chia tay bạn. Nó không thực sự là công bằng cho chính người đó. Và nếu như họ xấu thì tại sao bạn bè, cha mẹ, anh em, người thân, đồng nghiệp của họ lại xem họ người tốt, bạn lại thấy họ xấu? Tất cả chỉ do cái tâm trí của bạn điều khiển bạn mà thôi. Đây là cái giải pháp duy nhất để có thể nhìn thấy được sự thật
đó chính là bạn quay về bên trong tìm hiểu lần tại sao mình lại như vậy. Bởi vì cái suy nghĩ của bạn chỉ tạo ra những cơn mơ, những ảo ảnh. Thông qua sự phấn khích của bạn, cái ảo ảnh đó càng trở nên thực hơn. Nếu bạn quá phấn khích đi nữa thì bạn sẽ bị bắt đầu, bị đầu độc mà không còn cảm thấy được tất cả những giác quan của mình tìm hiểu về cái mặt tích cực của sự việc mà chăm chăm vào cái mặt tiêu cực của sự việc, rồi khiến cho bạn thấy chỉ thấy ảo ảnh, mà ảo ảnh nó đưa đến bạn sự độc ác, tàn ác, xấu xa và tệ nhất. Có bao giờ bạn hiểu được rằng chính cái suy nghĩ của bạn nó điều khiển các bạn? Tại sao bạn đã để cho nó điều khiển mình? Và thông điệp của lá bài hy vọng các bạn hãy hiểu, tìm hiểu sự thật nhất có thể, tìm thấy điểm tích cực ở trong mọi việc. Đừng bao giờ nhìn chăm chăm vào tiêu cực, bởi vì khi bạn chăm chăm vào tiêu cực thì tất cả mọi thứ trên đời này đều xấu xa, đều tệ hại hết đó các bạn. Tiếp theo, mình sẽ lấy thêm cái thông điệp của trải bài về cái mối quan hệ, về tình yêu của bạn. Thì mình sẽ xin kết nối năng lượng và cùng với trải bài này, xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn bướm xanh. Và các bạn sẽ có thông điệp là gì? Ở đây chúng ta có thông điệp là: trời ơi, thông điệp nó ra phù hợp với trải bài kinh khủng khiếp. Đây nó yêu cầu các bạn phải xây dựng mình cho cái phẩm chất là tỉnh thức. Có nghĩa là trong tất cả mọi việc, bạn sẽ không bị chịu ảnh hưởng từ phía bên ngoài. Hành động, suy nghĩ, chuyển động, nguyện vọng từ người khác sẽ không được kích thích từ bên ngoài, mà phải thực sự từ bên trong của bạn. Khi bạn tìm thấy được sự tự tin, vui vẻ ngay chính bản thân của bạn, đây là lúc bạn sẽ kích hoạt được sức mạnh của tình yêu, và nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn sống với lòng yêu thương và lòng trắc ẩn. Khi bạn biết buông bỏ những cái hận thù cay đắng của mình, vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại và chịu đón nhận những cái tình huống mới với một thái độ tích cực và yêu thương nhất, nó sẽ giúp bạn vượt qua những cái hạn chế về suy nghĩ của mình, những cái sợ hãi, lo lắng, hối tiếc, oán trách. Đồng thời nó sẽ giúp cho bạn trải nghiệm hơn rất nhiều về niềm vui và tự do hơn trong cuộc sống khi bạn chịu quay về bên trong và chịu nhìn thấy điều tích cực ở mọi việc. Sự thật vẫn là sự thật, đừng để cho những cái bong bóng ảo giác nó điều khiển các bạn nữa. Và mình sẽ xin thêm một cái thông điệp của trải bài dành cho các bạn nữa. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bướm xanh. Thì ở đây chúng ta có thông điệp nào từ những cái thiên thần bảo hộ các bạn? Và những thiên thần bảo hộ sẽ gửi bạn thông điệp là gì? Và thông điệp đó sẽ là một thông điệp về cho bản thân của các bạn. Hãy nhận lấy phần thưởng cho chính bạn. Bởi vì bạn đã cho đi quá là nhiều rồi. Bạn sống trong những tổn thương rất là lâu rồi. Đây là cái thời điểm bạn phải nhận lại. Bởi vì cái phần thưởng sẽ cho các bạn theo một cách ý nghĩa nhất đối với bản thân mình. Tìm thấy được sự cân bằng giữa việc cho và nhận. Nó sẽ giúp cho các bạn giữ nguồn năng lượng của mình, cảm xúc của mình và động lực để các bạn có thể tiến lên một tầm cao mới về mặt linh hồn, phát triển hơn bản thân của mình. Và đây là tất cả những gì thông điệp tháng 7 muốn dành cho các bạn đã chọn tụ bướm xanh. Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Tháng 7 của các bạn đã chọn tụ bướm màu hồng là gì? Và ở đây chúng ta sẽ có một lá bài ngẫu nhiên vừa rớt ra. Và các bạn có lá bài Totally, sự toàn tâm. Và đây là thông điệp đến từ nhà tỉnh thức nổi tiếng nhất trên thế giới, Osho. Và khi lá bài này xuất hiện là một báo hiệu cho các bạn thấy rằng vào tháng 7 này, năng lượng các bạn phải nên tập trung vào công việc. Bởi vì có một số người các bạn đang làm việc quá nhiều, làm tùm lum tà la hết, mà bạn cảm thấy có quá nhiều việc cần phải làm trong một lúc. Nhưng mà cứ xa lầy trong cái việc làm ở đây một chút, ở kia một chút, biết cái này một chút, kia một chút, thay vì dành trọn thời gian để mình làm trọn vẹn một việc cho xong và tiến tới việc thứ hai. Hoặc là các bạn nghĩ nhiệm vụ của mình là quá nhàm chán rồi, và bạn quên rằng cái mục đích của mình thực hiện công việc đúng với đam mê mình là gì.
và thực ra công việc nào mới quan trọng với các bạn, cái nào mình cần phải ưu tiên thì các bạn lại không biết. Và sự toàn tâm này các bạn cũng có thể hiểu, đó chính là sự tập trung 100%. Trong mỗi khoảnh khắc, các bạn phải trở nên tập trung 100% và toàn tâm làm việc đó. Đây là một trong cách bạn sống chánh niệm theo cái triết lý của nhà Phật. Khi bất cứ điều gì bạn đang làm, hãy làm nó miệt mài, với một cái tâm trí là không nghĩ ngợi gì khác ngoài cái việc bạn đang làm và công việc bạn đang tập trung là cái điều bạn phải ưu tiên trước mắt, không suy nghĩ mãi mang gì ngoài cái chuyện đó hết. Như vậy, khi bạn tập trung càng nhiều thì sự toàn tâm của bạn sẽ vào công việc đó rất là mạnh mẽ. Và như vậy, sẽ có những cái sự kiện, những kết quả cực kỳ tốt sẽ diễn ra cho các bạn. Nó cho mở cho bạn nhiều cơ hội để bạn cảm thấy là mình sẽ đạt thành công rất là dễ dàng. Qua cái việc bạn phát triển cái thói quen tập trung 100% toàn ý thức của mình vào việc mình đang làm. Ví dụ các bạn đang quét nhà đi, thì các bạn chỉ biết là quét nhà. Trong đầu các bạn chỉ suy nghĩ là quét nhà làm sao cho sạch, quét nhà làm sao cho hoặc là thoáng, bụi phải hết, rác phải sạch, hoặc là bạn rửa chén. Bây giờ mình phải rửa làm sao cho cái chén này nó phải sạch thật sạch, bóng loáng mà không còn một chút gì hết, thật tinh tươi, ai nhìn cũng thích. Đó là lúc các bạn tập trung, tất cả những câu hỏi trong đầu các bạn đều tập trung vào cái việc rửa chén, chứ không suy nghĩ là công việc sao, người yêu sao. Đó là lúc bạn thực sự sống trong chánh niệm, mà được gọi là thiền luôn các bạn. Mình không cần phải ngồi thiền, khi các bạn chỉ tập trung 100% vào cái việc đang làm, đó chính là thiền. Và các bạn có biết khi bạn thiền như vậy là lúc bạn tập trung 100% vào việc bạn đang làm, là một cái món quà lớn nhất mà bạn có thể tự mình ban tặng cho chính mình. Nó sẽ giúp cho các bạn tiến thêm một bước nữa trong cuộc đời của mình. Trước khi đó, bạn sẽ thấy rằng là mỗi bước đi, mỗi hành động, mỗi công việc của bạn đều tràn đầy năng lượng. Và sự quan tâm của bạn nó mang đến một luồng sinh khí và sự sáng tạo mới cho mọi việc mà bạn đang thực hiện. Cá nhân của mình đã trải qua cái sự toàn tâm để mình hiểu. Hồi xưa mình cũng hời hợt lắm các bạn, nhưng mình khi để nắm bắt được cái năng lượng mà tập trung 100% sống cho chánh niệm thì hầu như mình làm cái lĩnh vực nào mình cũng sáng chói. Mặc dù mình khả năng mình có, mà khi các bạn không tập trung thì các bạn sẽ không có gì ra cái gì hết trơn hết. Ngoài ra, thông điệp của lá bài cũng mong muốn là các bạn hãy cố gắng xác định xem những cái khoảnh khắc mà bạn chưa tập trung là gì, chưa thực sự toàn tâm. Ngay cả việc yêu, công việc, việc làm, mối quan hệ, tất cả những cái khoảnh khắc đó bạn phải được loại bỏ dần dần. Bởi vì khi mà cái tâm trí bạn không tập trung vào mối quan hệ, chưa toàn tâm vào cái việc đang làm, là trong đầu bạn vẫn suy nghĩ, trầm ngâm, tính toán, âm mưu hoặc luồn lách những cái chuyện khác. Hãy từ từ thoát khỏi những khoảnh khắc đó đi các bạn. Đó chỉ là những thói quen xấu mà thôi. Thói quen thì khó bỏ, nhưng chắc chắn chúng sẽ biến mất nếu như các bạn quyết tâm. Bởi vì nó sẽ không có sẽ tồn tại nếu như các bạn thực sự là chú tâm và tập trung 100% mong muốn thay đổi nó. Và tiếp theo mình sẽ lấy thêm một cái thông điệp ngẫu nhiên của bộ bài về thông điệp tình yêu cho cái mối quan hệ của bạn là gì. Thì năng lượng tháng 7 các bạn cần có. Tới đây mình kết nối năng lượng với các bạn đã chọn trụ hồng. Và các bạn có thông điệp là: và năng lượng này cũng thiên về công việc rất là nhiều, và mong muốn các bạn phải khiêm tốn. Bởi vì khi các bạn khiêm tốn và chịu thấy mình không có quan trọng trong tất cả mọi việc, không kiêu ngạo, thì đây là cái lúc bạn có một đức tính rất là tốt. Nó giúp bạn trở nên từ bi, tôn trọng và biết ơn mọi người nhiều hơn, giúp cho các bạn sẽ học hỏi được từ những cái lỗi lầm và trưởng thành hơn với tư cách cá nhân. Và qua cái sự đóng góp, những lời góp ý của người khác, bạn chịu tiếp thu, đó chính là lúc bạn đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Qua cái việc các bạn chịu kích hoạt về cái tình yêu của mình trong bản thân của chính bạn, thì bạn sẽ đạt được cách là sống chánh niệm. Nó cũng phù hợp với lá bài đầu tiên kinh khủng. Khi bạn nhận thức được là tất cả những mối quan hệ của mình
tất cả mọi người, tất cả vạn vật trong cuộc sống này, bạn nhận ra là bạn và mọi thứ đều giống nhau về mặt bản chất, nhưng mà trên những con đường tiến hóa khác nhau. Tức là bạn hiểu ai cũng có những cái quan điểm, cách sống khác nhau. Chúng ta đến đây học những bài học về yêu thương, về tạo giá trị. Khi đó các bạn sẽ thấy là những cái biểu hiện khác, thực chất nó là biểu hiện tiến về bên trong để phát triển lòng từ bi, tôn trọng. Và bạn phải đánh giá cao tất cả mọi mối quan hệ của bạn, tất cả mọi dạng sống trên thế giới này. Và bạn chỉ có thể yêu được bản thân của mình, thì sau đó bạn mới có thể yêu được người khác với một tình yêu vô điều kiện nhất có thể. Và tiếp theo mình sẽ xin kết nối năng lượng với sự hướng dẫn của các thiên thần hộ mệnh muốn gửi đến các bạn điều gì. Một lá bài ngẫu nhiên sẽ đến từ các thiên thần của các bạn nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có lá bài thần tình yêu. Các thiên thần hộ mệnh đã gửi những cái thông điệp qua làn sóng của tình yêu vào thẳng vào trong trái tim và tâm trí các bạn. Lúc này bạn sẽ có một sự thức tỉnh về tình yêu của mình đối với cuộc sống này. Bạn sẽ có những cái quyết định rất là sáng suốt để bạn chấp nhận nó và bắt đầu tận hưởng quá trình lãng mạn, giống như là các bạn sẽ tái tạo được năng lượng yêu thương của mình. Nó cho phép các bạn có được một tình yêu thực sự là đẹp, bởi vì tất cả sẽ được chúc mừng qua các việc các bạn biết phát triển bản thân, biết đồng cảm và thấu hiểu, biết tập trung 100% vào tất cả các việc đang làm. Đó là lúc các bạn phát triển được cái khả năng hào quang sáng chói của bản thân các bạn. Và đây là tất cả những gì để bài muốn gửi các bạn trong tháng 7 này. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.